Một pha va chạm đầy nguy hiểm đã diễn ra ở trận đấu giữa Manchester United và Everton gần đây. Dù giành chiến thắng thuyết phục, song ở màn đụng độ vừa rồi, cầu thủ cả hai đội có rất nhiều pha xô xát nguy hiểm. Cụ thể, số 18 bên phía Manchester United đã thực hiện cú huyết vai với Richarlison trong một tình huống tranh chấp bóng trên không. Tác động từ Bruno khiến tiền đạo người Brazil bị đẩy đến đúng vị trí Bailly đang nhảy lên để đón bóng. Pha va chạm cực mạnh khiến Richarlison nằm bất động trên sân. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của Mr. Jaro được chúng mình kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Bóng đá luôn mang lại cho ta những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Những trận đấu bóng đá mãn nhãn đỉnh cao đã tạo nên môn thể thao cuốn hút bậc nhất thế giới này. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những pha bóng xấu xí, những khoảnh khắc phi thể thao đã ảnh hưởng không ít đến nét đẹp vốn có của bóng đá. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn theo dõi lại những pha va bóng thô bạo thiếu chuyên nghiệp xứng đáng phải nhận thẻ đỏ của các cầu thủ trên sân. Một tình huống va chạm của hai cầu thủ hai đội Wolverhampton và Crystal Palace. Và rồi sau đó, cầu thủ số 11 Zaha đã có hành động rất xấu với Ait Nouri ngay trước mặt trọng tài biên. Tuy nhiên lại không có bất kỳ thẻ phạt nào được rút ra dành cho cầu thủ bên phía Crystal Palace. Một pha bóng để rồi sau đó đã có những lời cãi vã của hai bên. Pha xử lý cao chân rất nguy hiểm của Jordi Alba bên phía Barcelona với tiền vệ Hợp Vias. Để rồi pha ra chân thô bạo này đã khiến đầu của Hợp Vias bị chảy máu. Một tình huống rất may cho số 18 Alba khi anh chỉ nhận chiếc thẻ vàng từ phía trọng tài. Một pha phạm lỗi mà không ít vị vua áo đen có thể đưa ra quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ này. Một pha bóng có thể triệt hạ sự nghiệp của một cầu thủ đến từ Cuadrado bên phía Juventus. Để rồi kết cục dành cho anh sau pha bóng này là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài chính. Một quyết định chính xác với một hành động rất nguy hiểm của cầu thủ này. Một cú ra chân rất nguy hiểm đạp thẳng vào người cầu thủ đội bạn của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Một hành động có thể gây ra chấn thương rất nặng bởi cả hai đều đang lao vào nhau với tốc độ khá cao. Pha bóng này xứng đáng bị nhận về thẻ đỏ, tuy nhiên sau đó lại không có án phạt nào được đưa ra.
cố gắng đeo bám pha đi bóng tốc độ của hậu vệ Walker Peters bên phía Southampton, nhưng Lucas Digne không rõ vô tình hay cố ý khi vào bóng đằng sau rất nguy hiểm với đối phương đang đi với tốc độ cao như thế. Một pha bóng thuộc những pha phạm lỗi nặng nhất trong bóng đá khi kê chân đằng sau cầu thủ để rồi sau đó chiếc thẻ đỏ đã được rút ra không nhân nhượng với Digne. Một hành vi đáng lên án đối với cầu thủ số 10 Thuram bên phía Borussia Mönchengladbach khi cầu thủ này có hành động phỉ nhổ lên mặt của Stefan Boss của Hoffenheim. Hành động xấu xí này không chỉ làm ảnh hưởng tới danh dự của người khác mà còn rất mất vệ sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành phức tạp. Và kết quả là cầu thủ này bị đuổi khỏi sân khi nhận ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Một tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên trong trận đấu giữa Arsenal và Burnley khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2020-2021 xuất phát từ pha va chạm khá mạnh của Saka và Martinelli, để rồi hai bên đã xảy ra cuộc xô xát phản ứng dữ dội. Không giữ được sự bình tĩnh, số 34 của Arsenal đã có hành động rất thô và xấu xí để rồi sau đó phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ của trọng tài. Và đây chính là pha bóng dẫn đến nguyên nhân chấn thương dài hạn của trung vệ Virgil van Dijk bên phía Liverpool có nguy cơ nghỉ hết mùa giải này. Một tình huống vào bóng bằng hai chân rất nguy hiểm của thủ thành Pickford, tuy nhiên sau đó lại không có bất kỳ thẻ phạt nào được rút ra với thủ môn người Anh. Không cầu thủ nào được phép vung chân vô tội vạ trong tình huống như thế này. Một pha bóng không rõ có cố ý hay không của cầu thủ số 8 Bissouma bên phía Brighton đã va vào mặt của một cầu thủ bên phía Newcastle. Tình huống diễn ra trong trận đấu tiếp đón Paris Saint-Germain của Manchester United trên sân nhà khuôn khổ vòng bảng Champions League 2020-2021. Một hành động khá thiếu fair play của Scott McTominay khi anh dường như cố ý dẫm lên chân của Neymar sau tình huống va chạm trước đó.
Pha xử lý khá thiếu chuyên nghiệp này đã khiến cả hai có lời qua tiếng lại khá quyết liệt sau khi hiệp 1 kết thúc. Như vậy chúng ta vừa được theo dõi lại những pha bóng xấu xí thiếu chuyên nghiệp diễn ra trên sân cỏ. Hy vọng với công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR đang dần càng phổ biến sẽ mang lại sự công bằng trong bóng đá và hạn chế đi những pha phạm lỗi làm xấu đi vẻ đẹp sẵn có của bóng đá đỉnh cao. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.